Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 2. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2, bài số 1. Robot hái dưa háo cho vào sọt có số là kết quả tính ghi trên quả dưa háo đó. 9 cộng 1 là bằng 10. Này vào đây. Nào. Như vậy chúng ta xem. Chúng ta xem cái đề người ta họ làm gì đây. Cái này chúng ta không thể nối được, nó rất là nhiều mà chúng ta sẽ nối cái đường đi nó nối rất là lộn xộn. Chúng ta xem cái rồi người ta họ yêu cầu là chúng ta sẽ tính là A là bao nhiêu trái, rồi B là bao nhiêu trái. Như vậy có nghĩa là cái giỏ A này là bao nhiêu trái, giỏ B này là bao nhiêu trái, giỏ C này là bao nhiêu trái. Như vậy cái giỏ A thì người ta số quả hay được là 6 quả. Còn cái này là cái kết quả phép trừ này nè. Kết quả phép trừ này chúng ta cho vào đây. Ví dụ như là chúng ta trừ nhau mà 6 chúng ta bỏ vào đây, chúng ta xem được là bao nhiêu trái. Còn này là cái kết quả là 7. Trừ nhau kết quả bằng 7 vào đây. Trừ nhau kết quả bằng 10 là vào đây. Trừ nhau kết quả trừ hoặc là cộng gì đó thì kết quả 13 thì vào đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ cộng trừ mấy cái này ha. 9 cộng 1 là bằng 10. Rồi chúng ta tính hết rồi lát nữa chúng ta sẽ rút gọn lại sau. 12 ta trừ 6 là bằng 6. 15 mà ta trừ cho 8 là bằng 7. 8 cộng 2 là bằng 10. 14 trừ 8 là bằng 6. 15 mà ta trừ 9 là bằng là 6. 12 ta trừ 7 là bằng trừ 5 là bằng 7. 8 cộng 5 là bằng 13. 16 mà ta trừ 9 là bằng 7. 9 cộng 4 là bằng 13. 13 trừ 7 là bằng 6. Đây là bằng 13. 6 bằng 13. 11 mà ta trừ 4 là bằng 7. Đây là bằng là 6. Rồi, chúng ta đếm. Đấy là bây giờ là 6, đếm 6 ha. Ta đếm cái nào chúng ta gạch cái đó để tránh sự nhầm lẫn. 1 nè. Rồi. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Rồi đây là 5 nè. Như vậy là con số 6 này chúng ta sẽ có là 5. Con số 7. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. Đây này là 4. Con số 10. 1 nè. 2 nè. 10 có 2 à. Con số 13. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Rồi chúng ta cộng lại xem coi thử. 5 cộng 4 là bằng là 9. 9 với lại 2 11, 11 với lại này là 15. Chúng ta đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Vậy là đủ. Đây như vậy là A là 5, B là 4 trái, C là 2 trái và D là 4 trái. Chúng ta qua bên kia chúng ta sẽ tổng kết lại. A là 5 người ta đã ghi bên kia bên này có rồi. B là 4, C 2 4. Đây, B là 4 này, A có 5 rồi này, còn C là 2, D là nãy chúng ta coi bên kia là 4. Câu B, viết sọc A, B, C, D và chỗ chấm. Thích hợp, sọc chấm chấm có nhiều dưa nhất. Sọc A là 5. Sọc có ít dưa nhất thì sọc C. Hai sọc nào có bằng dưa nhau thì sọc B và sọc D. Chúng ta qua bài số 2. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. 6 cộng 8 là bằng 14. Bài này 13, 14 lớn hơn 13. 9 cộng 4 là bằng 13. 13 này 14, 13 bé hơn 14. 5 cộng 6 là bằng 11. 11 bên này 11 bằng nhau. 4 cộng 7 là bằng 11. 7 cộng 4 là bằng 11. 11 bằng nhau. Này là 4 cộng 7 bằng 11. Này là bằng 12. 11 bé hơn 12. 4 cộng 7 là bằng 11. Này là bằng 10. 11 lớn hơn 10. Chúng ta qua bài số tiếp theo là bài số 3.
Khoan và chữ đặt trước câu trả lời đúng. Phải lấy hai trong bốn túi gạo nào đặt lên đĩa cân bên phải để cân thăng bằng. Như vậy là chúng ta xem đây, khi mà cái cân này thăng bằng nhau á thì hai bên nó phải bằng nhau. Cái kim nơi giữa, cái này nó giống như cái đồ chơi bật bên vậy. Thầy có cái đồ đây là cân đĩa hồi xưa với giờ người ta không dùng nữa. Đây, cái nguyên tắc của cái cân này, nó khi nó cân bằng nhau thì cái kim nó ở giữa. Cân bằng nhau có nghĩa là bên này bao nhiêu kg này, bên này cũng bấy nhiêu kg. Ví dụ như 5 5 thì bằng nhau như thế này, 6 6 thì bằng nhau như thế này. Nhưng mà bên này chẳng hạn như là 6 này, bên này 5 này, như vậy là bên này nó sẽ nhẹ hơn. Chẳng hạn như bên này là 3 đi, đó, bên này 2 thì như thế này. Đó. Cái nguyên tắc của cái sự cân bằng nó như thế này. Giờ thì chúng ta quay lại cái bài. Là bên này chúng ta sẽ có là 3 ta cộng cho 9 là bằng 12, tổng cộng là 12 kg. Như vậy là hai bên này người ta đã để kim ở giữa thì bên này bắt buộc nó cũng phải là 12 kg. Nha, bắt buộc nó phải là 12 kg. Rồi chúng ta xem ở túi nào mà cộng lại được là 12. 6 7 13 không phải. 6 8 14 không phải. 6 cộng 5 là 11 không phải. Rồi, 7 cộng 8 là 15 không phải. 7 ta cộng với lại 5 là 12. Vậy túi 2 và túi 4. Túi 2 và túi 4 thì chúng ta sẽ được là 12 kg. Câu C. 1 2 túi 1 và túi 2 là 6 7 13 không phải. 3 2 3 với lại 2 là bằng 15 không phải. Túi C. Đó qua bài tiếp theo là bài số 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được là 9 máy tính, buổi chiều cửa hàng bán được nhiều hơn buổi sáng là 4 máy tính. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được là bao nhiêu máy tính? Ta lấy 9 ta cộng 4 thì ra buổi chiều. Số máy tính buổi chiều cửa hàng bán được là số máy tính buổi chiều cửa hàng bán là, ta lấy 9 ta cộng cho 4 là bằng là 13 máy tính. Đáp số 13 máy tính. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.